Bài 6.14 cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.6, trong đó các điện trở R1 bằng 14 ohm, R2 bằng 8 ohm, R3 bằng 24 ohm. Dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1 bằng 0.4 ampere. Câu A, tính cường độ dòng điện I2, I3 tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3. Câu B, tính các hiệu điện thế UAC, UCB và UAB. Bài này tóm tắt như sau. Đối với bài này thì chúng ta đầu tiên phải tính được điện trở tương đương của R2 và R3 theo công thức. Từ đó ta suy ra được R23 bằng 6 ohm do R2 mắc song song với R3. Mặt khác, ta có công thức tính điện trở tương đương của toàn mạch bằng R1 cộng R23, hai số vào ta tính được điện trở tương đương bằng 20 ohm. Do R1 nối tiếp với R23 nên ta có cường độ dòng điện I1 bằng với cường độ dòng điện qua I23 bằng 0.4 ampere. Ta tính được U23 theo công thức bằng 2.4 V. Từ đó ta suy ra được U23 thì bằng U2 bằng U3 bằng 2.4 V do R2 mắc song song với R3. Tiếp tục ta tính được I2 bằng 0.3 ampere theo công thức, I3 bằng 0.1 ampere. Đối với câu B thì ta tính được hiệu điện thế toàn mạch theo công thức của điện lực ôm suy ra. UAB thì bằng I nhân R bằng 8 V. UAC thì bằng I1 nhân R1 bằng 5.6 V. UCB thì bằng I23 nhân R23 bằng 2.4 V.